Xin chào bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên cho các bác mẫu xe đạp mà Touring có giảm sóc của UCC, mang cái model là Webster. Một là mẫu Touring bánh 700C có giảm sóc. Đi đường thể dục, các bác đi đường thể dục hay là đi những cái đường đồi núi gập ghềnh thì cũng đều ok. Nước sơn nguyên bản khung nhôm, trang bị bộ đề sau là Shimano Asiza, đĩa trước Shimano Tourlay, phanh chữ V, nước sơn màu tím than rất là đẹp. Mức giá đang bán tại cửa hàng là 6,5 triệu. Bạn được một chiếc xe mang cái cấu hình Shimano rất là cao, máy Shimano 700C. Xe này được trang bị cái ghi ông vòng, khi lái nó sẽ có cái cảm giác lái rất là tốt, cái cảm giác rất là an toàn. Bộ tay bấm là phanh Shimano. Tay bấm này là tay bấm 8 tầng, 8 lít, 3 đĩa. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe của các bác từ khoảng 65-66 khoảng 80 thì phù hợp. Tầng lít và 3 tầng đĩa. Và chiếc xe 24 tốc độ khác nhau. Chuyển động của chiếc xe như các bạn thấy mình rất là mượt mà, rất là êm ái. Chiếc xe này đang bán bên cửa hàng em với mức giá chỉ có là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.